Trong môi trường và khí hậu ngày nay, viêm xoang là một căn bệnh khá phổ biến. Bên cạnh yếu tố môi trường thì còn rất nhiều nguyên nhân gây bệnh, như do sức đề kháng của người bệnh kém, người bệnh có cơ địa dị ứng, nhiễm siêu vi. Bên cạnh việc sử dụng Tây y làm phương pháp điều trị theo đợt cấp tính, người bị viêm xoang có thể áp dụng kèm những bài thuốc dân gian với hướng điều trị bệnh lâu dài cũng mang đến nhiều hiệu quả tích cực. Cái xoang ấy thì là nó thông với mũi. Thế mũi chúng ta thì hàng ngày phải ngửi. Thế ngửi thì bạn biết là chúng ta phải hít tất cả các cái loại không khí. Không khí thí dụ như là sạch như là trong nhà. Thế nhưng mà ở ngoài đường thì nó ô nhiễm bụi này, khói này, rồi các cái chất ở trong không khí. Thế các chất ở trong không khí này nó rất dễ kích động cái niêm mạc của xoang. Nó tăng cái tiết lên. Nó tăng tiết lên thì cái tiết dịch ở trong lòng xoang này nó nhiều quá thì nó đổ ra cái ống này không kịp ấy, nó bị tắc lại. Và tắc lại nó gây tình trạng viêm xoang. Cái thứ hai tức là trong không khí nó có rất nhiều vi khuẩn, nó cũng có thể vào đây làm cho cái viêm xoang. Và cái thứ ba tức là một số trường hợp với các cái chất kích thích này. Thí dụ như là bạn nói về cái môi trường, bạn nói về nhiệt độ. Thì khi mà nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng thì nó cũng làm thay đổi cái dịch tiết này. Xoang mũi là các hốc rỗng trong các xương đầu mặt với thành xoang được lót bởi một lớp biểu mô có lông, thường chuyển động theo một chiều để quét các chất nhầy qua các lỗ hốc xoang đổ vào các ngách mũi. Các xoang nằm ở nhiều vị trí trên xương đầu mặt và có tên gọi khác nhau như xoang trán, xoang hàm, xoang sàng, xoang bướm, mỗi xoang lại có đặc điểm riêng biệt. Xoang chính là một cái tiến bộ của tạo hóa trong quá trình tiến triển của loài người. Xoang là các cái hốc ở trên xương sọ. Xương sọ nó có hai cái tác dụng. Cái tác dụng thứ nhất tức là làm cho cái xương sọ của mình nó nhẹ đi. Nó nhẹ đi thì cái cổ nó không bị gánh một cái trọng lượng lớn. Tác dụng thứ hai tức là nó giúp cho các cái tiếng nói nó vang lên. Tôi không cần nói to nhưng mà tiếng nó vẫn vang lên được. Giống như chúng ta nói vào các cái hang động. Chúng ta có rất nhiều xoang, xoang trán, xoang hàm, xoang bướm, rồi xoang khẩu cái vân vân. Thế mỗi xoang đều có cái niêm mạc nó bọc đấy. Và niêm mạc bọc thì có hệ thống thần kinh và mạch máu vào đấy nuôi. Thế rồi cái xoang ấy thì nó phải có một cái lỗ để nó thông ra chỗ mũi này. Ngách mũi trên và ngách mũi dưới. Viêm xoang là căn bệnh khá phổ biến ở nước ta. Trẻ em và người trưởng thành đều có thể bị viêm xoang, nhưng tỷ lệ người trưởng thành mắc bệnh này cao hơn nhiều so với trẻ nhỏ. Viêm xoang có thể gặp quanh năm, nhưng mùa đông, mùa xuân thì có số lượng người mắc nhiều hơn, đặc biệt là bệnh viêm xoang có liên quan đến dị ứng. Viêm xoang là căn bệnh rất khó chịu, gây mệt mỏi, làm giảm khả năng học tập và làm việc của người bệnh. Thậm chí, nếu để bệnh nặng, có thể dẫn đến một số biến chứng. Phân theo cái xoang nào bị tổn thương và cái tính chất tổn thương. Tính chất tổn thương là thế này. Đây là viêm xoang dị ứng hay viêm xoang nhiễm trùng. Viêm xoang nhiễm trùng tức là khi nó tiết ra thì nó có mủ đặc. Thế rồi nó gây những cái tổn thương nó phức tạp hơn. Thế còn cái viêm xoang dị ứng tức là do tiếp xúc với các cái chất bẩn ở trong không khí. Thế cái chất đặc biệt trong không khí làm cho chúng ta sinh ra các cái kháng thể chống lại các cái kháng nguyên mà nó xâm nhập thì đấy gọi là viêm xoang dị ứng. Mà viêm xoang dị ứng thường nó tiết nước trong. Thế viêm xoang nhiễm trùng thì nó sẽ tiết ra mủ đặc nhầy. Khi bị viêm xoang, ta nên phối hợp điều trị, dùng các chẩn đoán, chiếu chụp, soi của Tây y để nhận biết chính xác vị trí viêm. Sau đó, có thể dùng các bài thuốc dân gian sử dụng hàng ngày để hỗ trợ điều trị. Người bệnh có thể sử dụng cây vòi voi, cây hoa ngũ sắc, dùng tươi hoặc phơi khô, làm dược liệu để xông hơi mũi. Với nguyên tắc sử dụng, bay hơi ở nhiệt độ nóng
từ 50 tới 70 độ C. Hơi nước nóng và dược liệu bốc lên được hít vào mũi xoang không chỉ có tác dụng chống viêm, sát khuẩn, mà còn làm dịu đau, phục hồi niêm mạc tốt. Ngoài cách xông, hai dược liệu trên có thể dùng giã nhỏ lấy nước nhỏ mũi. Một nguyên liệu cũng rất quen thuộc trong căn bếp mỗi nhà có thể sử dụng điều trị viêm xoang là củ tỏi. Tỏi có tính kháng khuẩn rất cao và giúp giảm nhanh các triệu chứng viêm xoang. Đem tỏi giã lấy nước, hòa với mật ong, sau đó dùng bông nhúng dung dịch đặt vào hai hốc mũi, cũng rất có hiệu quả. Bên cạnh đó, nhiều bài thuốc dân gian với những nguyên liệu rất phổ biến cũng có tác dụng điều trị viêm xoang. Hoàng bá 10g bỏ vào 100ml nước, ngâm 24 tiếng, sau đó lọc bỏ cặn, đun sôi thành dung dịch hoàng bá 10%, dùng để nhỏ mũi ngày 3-4 lần. Gừng tươi và củ hành khô, giã hai thảo dược, lấy nước, trộn đều hai vị, dùng để nhỏ mũi, nhỏ liên tục trong 2 tuần, mỗi ngày 3-5 lần. Lấy 7-9 hạt lạc, bỏ vào hộp sắt, đậy kín miệng hộp bằng giấy, chừa một lỗ nhỏ, đặt hộp sắt lên bếp và dùng khói bốc lên từ lỗ nhỏ để xông mũi, ngày một lần, làm liên tiếp 30 ngày. Chúng ta cố gắng kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền, nhất là trong lĩnh vực chẩn đoán. Thế thì chẩn đoán là có soi, có chụp, thế chúng ta biết chính xác cái xoang nào. Nhưng mà còn nguyên tắc chữa chung của y học cổ truyền ấy là nó giống nhau, chứ không phân loại xoang khác nhau. Chỉ có phân biệt hàn nhiệt là thuốc khác nhau thôi. Thế thì điều trị xoang ấy là có hai cái, một là theo kinh điển và hai là theo kinh nghiệm dân gian. Thế kinh nghiệm kinh điển ấy thì người ta cũng có cái thuốc xông, người ta cho xông khói hoặc là cho thuốc xông vào mũi để người ta rửa mũi và cả xúc họng. Thế cái thứ hai tức là cho uống thuốc toàn thân, tức là kê một cái đơn cho bệnh nhân về sắc thuốc rồi lấy cái thuốc đó uống để có cái tác dụng toàn thân. Thì đấy là cái gọi là điều trị kinh điển. Thế còn trong dân gian thì chúng ta biết là có rất nhiều cái cây thuốc. Thí dụ như là trong vài chục năm gần đây thì người ta biết dùng cái cây gọi là cái cây hoa ngũ sắc, hay là tên dân gian gọi là cây cứt lợn. Thế người ta hái về rửa sạch đi, thế xong rồi giã ra lấy nước và người ta giỏ vào cái mũi này. Thế rửa mũi bằng cái này thì là người ta giỏ liên tục như thế, trong một ngày có thể làm 3-4 lần. Thế thì thấy rằng là cái triệu chứng của viêm xoang nó cũng dịu đi. Bên cạnh việc sử dụng thuốc, bệnh nhân viêm xoang phải có lối sống lành mạnh, ăn uống điều độ, có thể sử dụng những bài tập thể dục kết hợp với phương pháp hít sâu, thở chậm để giúp cho việc điều trị bệnh viêm xoang được nhanh chóng hơn. Hàng ngày nên uống nước vừa đủ để làm loãng chất tiết nhầy, dễ lưu thông, tránh ứ đọng. Không nên lạm dụng một số thuốc nhỏ mũi, xịt mũi vì rất có thể bị lệ thuộc vào thuốc, chỉ dùng theo chỉ định của thầy thuốc khám bệnh cho mình và dùng trong một thời gian ngắn. Bây giờ làm ở các cái khu vực mà có nhiều hóa chất, có nhiều cái chất độc hại nó thải ra đấy, thì những người này cần phải có các cái khẩu trang bảo vệ đặc biệt. Cái thứ hai tức là cái giờ tiếp xúc hoặc là giờ làm việc ấy nên ngắn hơn so với những người làm việc ở môi trường sạch. Đại danh y Tuệ Tĩnh có câu: Nam dược trị nam nhân, y nói dùng thuốc nam trị bệnh cho người nước Nam. Với đặc điểm môi trường khí hậu của nước ta, viêm xoang là bệnh gặp rất phổ biến. Việc sử dụng những dược liệu thiên nhiên cho thấy việc áp dụng những bài thuốc này là hoàn toàn có cơ sở và mang lại hiệu quả, cho thấy giá trị bất biến của y học dân tộc nói riêng và tri thức dân gian nói chung.